Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên có lẽ là quý vị cũng có thời gian thảnh thơi hơn một chút. Và trong những cái ngày nghỉ như thế này thì chúng ta rất là dễ dàng bắt gặp những cái hình ảnh đội nhóm hát nhạc sống ở khắp các khu dân cư. Hoạt động này diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc và thậm chí là không có lý do gì thì người ta vẫn tổ chức hát nhạc sống hay là hát karaoke. Và thực tế này đã phát sinh nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân xung quanh và thậm chí là đã gây mất an ninh trật tự. Ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại Bình Dương, chỉ vì nhắc nhở hàng xóm giảm bớt âm thanh hát karaoke lúc đêm khuya, một thầy giáo đã bị hàng xóm dùng dao truy sát dẫn đến tử vong. Hay mới đây nhất, vào ngày 1 tháng 5 năm 2019, tại một khu trọ ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vì không chịu được âm thanh lớn từ phòng bên cạnh hát karaoke, một nam thanh niên sang nhắc nhở nhưng bị phản ứng. Bực tức, nam thanh niên này về phòng trọ lấy con dao chạy sang đâm người đang hát tử vong. Và trên thực tế, còn rất nhiều những vụ xô xát, ẩu đả, đâm chém nhau mà nguyên nhân xuất phát cũng chỉ vì tiếng ồn từ việc hát nhạc sống, karaoke, loa kéo tay. Những vụ án mạng đau lòng trên có thể nói là đỉnh điểm của sự chịu đựng tiếng ồn của hát nhạc sống, karaoke đang có mặt khắp nơi. Không thể phủ nhận việc hát karaoke hay hát nhạc sống là một nhu cầu giải trí và sinh hoạt văn hóa tinh thần chính đáng. Tuy nhiên hiện nay thì hoạt động này dường như đã bị biến tướng và dường như đã đi vượt quá giới hạn của nó, đã trở thành nỗi ám ảnh và bức xúc của không ít người dân. Dạo này có nhiều người hát khuya lắm, hát 11 đến 12 giờ lần, nên đăng khi đến 1-2 giờ lần, nên các cháu đi học về ở đây ngủ không được. Nhiều khi con mình bệnh á, mình bực, mình rất là bực, mình định ra nói nhưng mà nó là tình nghĩa rồi làng xóm rồi mình không có nói. Cái nhiều khi trưa nắng 11, 12 giờ người ta hát mà người ta mở rất là to, gây ảnh hưởng tại vì nhà mình có con nhỏ nên là em bé rất là khó ngủ, mình cũng rất là bực mình mà cũng ráng chịu đựng. Họ cà kê lắm, nếu như mà càng rượu mà càng quá ra thì càng cà kê. Đấy. Dạ, rồi đáng kể cuộc chơi nó chỉ đến cái giờ cái là đó thôi, nhưng mà người ta không khéo người ta còn kéo dài lên nữa. Ai cũng có vị trí nhưng vừa phải thôi, đừng có quá lố. Mà đa số thành phần là say lên là quá lố. Cái bài này là mày hát dở, tao hát hay. Cứ thế là giành nhau, là có, xong là có, không hài lòng là đợp. Trạng có đánh nhau, có đâm chém cái kiểu đó lại còn nhiều nữa. Đó, chứ không phải nhiêu đó. Hầu hết những ý kiến vừa rồi đều cho thấy là điều làm họ không hài lòng nhất ở việc hát karaoke hay là hát nhạc sống, đó chính là âm thanh quá lớn và sự vô giờ giấc của những người tham gia. Và đó là chưa kể những bài hát không được phép phổ biến và thậm chí là có những hành vi phản văn hóa trong khi hát. Và nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đưa hoạt động này vào nề nếp. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu việc này có dễ thực hiện hay không? Mà mình thấy ở đây nó không có cái ai đồ thôn trưởng đồ tòa nói mà nhưng chưa thực hiện được. Nên có xử phạt những cái khung giờ cấm cho người ta sẽ có ý thức hơn, chứ nếu mà tuyên truyền biển thì sẽ không ít có tác dụng với xử phạt hành chính. Quản lý khó chứ, quản lý cái này thì chủ nhà không quản lý được rồi nè, cái người cho thuê sập thì họ cũng không quản lý được rồi nè. Tại vì cho người ta trả tiền rồi thì mình đâu có quản lý được giờ giấc của họ. Muốn nhắc nhở, muốn xử lý người ta thì cũng phải có cái máy đo cái độ ồn, khi mà vượt quá cái mức độ thì mình xử lý thì người dân người ta mới chấp hành. Nên địa phương đó là khó là trong công tác đó là không có cái máy đo. Nhiều người vẫn nghĩ rằng là hát karaoke, hát nhạc sống chỉ là hoạt động giải trí cho vui thôi, chứ không biết rằng là hành vi gây ra tiếng ồn hiện nay đã có chế tài xử phạt đầy đủ. Và cụ thể là chế tài xử phạt cho hành vi gây ra tiếng ồn hiện nay như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem. Nghị định 167 năm 2013 quy định hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. Nghị định 155 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 160 triệu đồng cho hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn. Các thông số vượt chuẩn đều quy định rất rõ ở nghị định này. Người bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn karaoke của hàng xóm có quyền phản ánh sự việc đến Ủy ban Nhân dân hoặc công an nơi cư trú. Có thể thấy là vì tính chất tự phát nên việc quản lý hoạt động hát nhạc sống, hát karaoke là một việc làm không dễ. Giải pháp chính ở các địa phương hiện nay chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền và nhắc nhở. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc chính quyền địa phương và ngành chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt, xử lý mạnh tay để hạn chế tình trạng này.